Đây mình làm xong bốn bốn cái cục này, một cục dài, một cục ít, mà một hai cục ngắn, bốn cục. Đây các em người làm gì đây? À, bóng điện đây. Ừ, mình mua cái đây giờ mình sơn à, cái biên à. First star ven. Số 4. Số 3. Cái này số 1. Mình đang ráp cái móng điện đây. Đây. Khi nào xong mình cho coi. À, đây mình mua bốn cái móng điện này, bốn băng đây, bốn băng ha. Phá tiền không biết tiền làm gì đây, bốn cái. Để khi nào xong thì mình cho xem. Đây bốn cái móng điện đây. Bây giờ mình dọn này, mình dọn để mình làm cái khu này thì bỏ bỏ đá vô. Khi nào xong mình cho xem chưa. Đây. Cái đây là Aven. Số 1, số 2, số 3, 4, số 4 là bữa bà. Đi mình làm. Đây. Máy ngâm tức mình mua. Mình xài mình dục hết rồi. Thường mình xài 2-3 lần mình dục. Đây cái hộp mớ đây, mình mua đây. Được không? Màu này, đẹp chưa? Màu này, đẹp chưa? Ui, má ơi. Màu đẹp chưa? Ui, một hộp luôn. Mua vừa phá. Điền bỏ vô rồi. Đẹp không? Cái này xong rồi à, bây giờ tóm màu này bảo ôm ngày. Cái này mình lót đĩa, cái đĩa mình không xài mình dục quá trời dục đĩa, dục phi nhiều á. Đây giờ mới ngồi đẹp mà qua vô ít đẹp. Đây món điện đây cái chiều dài để mình làm 2 mét và cái chiều cao nhất, món điện cao nhất á, thì 2 mét luôn. Còn ở đây là thấp, cái thấp, cái thấp. Bước mà hoạt điện mình vào thì gió quá trời thang. Coi đẹp không? Mình làm sớm chưa tắm mùa mùa đông mà mình làm tức à, bây giờ đang tháng cuối tháng 8. Đây bóng điện cho 2 mét. Đây số 4, đây số 4 mà ngày mở qua. Số 3 là 3 tầng, số 2 2 tầng, đầu tháng 12 bắt đầu mình mở.
Măng đẹp không? Đó tháng à. Wow. Đó, bây giờ mình chờ tối mình mới mặt điện Foster Aven này. Có một cái bóng điện thôi. Ok. Từng sau mình bật thêm cái số 2. Sau đó là số 3, số 4, số 4 thì lấy vào. Làm kèo không? Sắp đón rồi em rồi. Đang từng ngày đầu tiên chắc là tới từng cuối cùng có keo nhất á, có keo nhất là khoảng tầm 1m8 á, từng đó tới nguyên này.